Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dung Channel nhé. Thì trên tay của mình đây đang là chiếc điện thoại iPhone 8 Plus nha các bạn. Thì hôm bữa là chiếc điện thoại iPhone 8 Plus này của mình ấy, thì đã lên cái phiên bản iOS là 16.7.9 RC nha các bạn. Tuy nhiên là các bạn có comment trên kênh của mình là ra video đánh giá chi tiết đi, nhưng mà mình cũng vẫn chưa ra được. Tại vì thứ nhất là một phần là dần này mình cái công việc của mình nó không có thời gian, nó không được rảnh lắm với nghe các bạn. Cái thứ hai là mình test game nhiều, cái video trên game của mình thì mình cũng có vuốt cái thông báo xuống để cho các bạn xem phần trăm pin, thì các bạn chịu khó xem dùm mình ở cái đầu trận và cuối trận nó sẽ có cái lượng pin của nó sẽ trừ đi bao nhiêu phần trăm một trận nhé. Tại vì mình cũng không comment phía dưới được, tại vì lần này mình làm video nhiều quá là thứ nhất, là cái thứ hai là test game liên quân mà tốc chiến thì nó đang cập nhật liên tục ấy, nhất là game tốc chiến. Ví dụ như mình vừa mới tải cái file một phẩy mấy ghi xong á thì nó lại cập nhật một cái file mới, xong nó lại cập nhật file bổ sung nữa, nó cập nhật rất nhiều nên là mình không thể nào mà test đi test lại liên tục được như thế nha. Nên là mình cũng không có thời gian để mình ngồi mình soạn từng cái video xem nó trừ mất hao bao nhiêu phần trăm pin nên là như thế nào nha. Còn đối với iPhone 8 Plus này thì mình cũng trải nghiệm để mình xem thử cái iOS này thì như thế nào. Thì đối với iPhone 8 Plus ấy, thì cái phiên bản iOS 16.7 9 RC này ấy, thì cái mã của nó sẽ là 20H348 nha các bạn. Tuy nhiên là cái bản chính thức cũng đã phát hành rồi và nó cũng sẽ là cái mã này luôn. Và cái bản RC và cái bản chính thức nó sẽ không thay đổi nha. Tại vì nếu mà cái bản nếu mà nó RC mà nó thay đổi ấy, thì nó sẽ cập nhật thêm bản RC nữa thì nó mới thay đổi mã được nha. Còn đây là nó đã đổi sang chính thức luôn rồi thì nó là một nha các bạn. Thì khi mà các bạn bấm vào cập nhật phần mềm này, đối với những cái tài khoản iCloud là các bạn đã đăng ký beta rồi ấy, thì nó sẽ có thêm một cập nhật beta để cho các bạn chọn, và các bạn sẽ chọn là iOS 16 beta public hoặc beta developer beta này để các bạn chọn cập nhật này. Đấy. Thì sau khi mà mình lên cái bản này á thì mình thấy khá là thất vọng về cái bản này nha các bạn. Tại vì cái bản này nó khá là, có nghĩa là cái bản iOS 16.7.8 thì các bạn nói là nó nóng máy thì hao pin nhanh. Nhưng mà lên cái bản 16.7.8 thì theo mình test á, mình thấy cảm giác là nó vẫn khá là ổn. Nhưng mà lên cái phiên bản iOS 16.7.9 này thực sự máy của mình nó sẽ nóng hơn rất là nhiều, và tiếp đến là cái vấn đề hao pin còn hao rất rất nhiều nha. Mình lấy ví dụ như là mình có hai cái iPhone 8 Plus, thì cái 8 Plus màu trắng của mình ấy, trước đây là test game sẽ ổn hơn cái máy này. Cái máy này thì lúc nào test game ở cái đồ họa cao hoặc HD là nó cũng sẽ tụt FPS về có thể là 20 đến 30 FPS nếu mà bật cái màn hình lên. Không hiểu sao nó lag như vậy luôn, nhưng cái iPhone 8 Plus màu trắng của mình thì nó lại hoạt động rất là mượt mà, rất là trơn tru, mà cái 8 Plus màu trắng đấy mình lại bán mất rồi. Mà hôm bữa mình cũng vừa lên iOS 16.7.9 RC cho nó mình test xong rồi thì mình bắt đầu mình mới bán đi. Đấy, còn cái video mà mới gần đây nhất là mình vừa mới up lên á, thì là các bạn thấy là có cái test tốc chiến á, là cái bản mới á, thì là cái máy này mình test thì nó tụt xuống tận hai mấy, xong có pha nó bị khựng, nó tụt xuống còn 10 15 16 FPS, có nghĩa là nó vào trận nó bị khựng mất trận sau so với người ta mất mười mấy giây rồi, xong nó lại còn bị khựng lại mười mấy FPS luôn một lúc nữa, xong nó lại bình thường lại, xong nó lại khựng FPS nó lại bình thường lại. Cái máy này thì nó bị thế, nhưng cái máy 8 Plus màu trắng thì nó lại không bị như thế nha các bạn. Đấy. Thế nên là mình khuyên các bạn là mua máy các bạn phải chuẩn bị thật kỹ là xem cái máy của các bạn men zin màn zin hay không, và cái độ ổn định của pin các thứ nữa nha. Đối với iOS thì iOS 16.7.8 thì cái iPhone 8 Plus màu trắng của mình thì pin nó chỉ còn 87% thôi. Thì mình sử dụng á, mình thấy test game bình thường, ví dụ như liên quân một tốc chiến một cái trận, ví dụ như là liên quân 15 phút thì nó sẽ mất khoảng 12% pin, hoặc là tốc chiến 20 phút nó sẽ mất khoảng là 18 hoặc là 17% pin, thì nó vẫn cái lượng pin nó sẽ mất thấp hơn so với cái lượng pin mà hao game trong game. Nhưng mà bây giờ ấy, mình test iOS 16.7.8 mà thì trên cái iPhone 5 Plus màu trắng mà pin 87 ấy, thì là mình test một trận game liên quân 15 phút thì lại hao mất 18% pin. Đấy, ví dụ thế, hoặc là đánh tốc chiến thì là một trận 20 phút thì nó lại hao mất đến tận 23 25% pin cơ. Thì là cái lượng pin hao hơn rất là nhiều. Đây thì như ngay cái con 8 Plus này của mình, mặc dù là nó bị lỗi hiệu năng nó sẽ không được tốt thôi, nhưng mà cái pin của nó vẫn rất là trâu nha. Nếu ở iOS 16.7.8 mình test nó vẫn rất là trâu, nó chỉ hao ví dụ như 15 phút thì nó chỉ mất 10% pin thôi, tại vì cái máy này pin 100% nha. Đấy, tuy nhiên các bạn có thể thấy này, như cái trận game đấy thì cái máy của mình nó ban đầu là 90% pin, mình nhớ là 90% pin, mình vừa mới test xong nên là mình còn nhớ đây này, nó là 90% pin nha các bạn. Đây, quay lại cái khúc mà nó hiện lên này. Đây, như cái khúc này là nó bị lỗi này các bạn này, mình người ta vào trận rồi mình còn đang loát cái này mãi luôn đấy. Còn cái máy 8 Plus màu trắng kia nữa nó không bị thế. Đấy. Đâu rồi, để xem cái khúc đấy đâu rồi. Mà cái 8 Plus mình để ý là hai cái 8 Plus của mình ấy, nó đều bị nhá. Nếu nhiều khi các bạn quay video màn hình xong như thế này nha, ra đến nơi các bạn phải đợi đến tận 5-10 phút sau á, thì bắt đầu thấy cái video nó mới bấm là nó đã hiện là đã lưu video, chứ nó không có lưu ngay. Đấy, nó lại không biết là lỗi hay là do nó đang xử lý cái gì đấy thì nó lâu. Đấy, nhưng mà các bạn có thể lấy pin của nó là 90% mà cái trận đấy là bao nhiêu phút này? Trận đấy là đâu để mình xem nào.
Trận này là bao nhiêu phút? Trận này nó là 21 phút nha các bạn. Gần 21 phút mà pin nó xuống còn 77%, là 90 mà xuống 77 là hao mất 13% pin các bạn ạ. 13% pin mà máy này là như thế là ổn nha, như cái máy màu trắng kia thì mình lại thấy nó hao pin nhiều hơn nha. Đấy. Thế nên là mình cũng không hiểu được là do cái pin của máy kia nó chai hay là do như thế nào, nhưng mà cái bản iOS này mình thấy nó xuống pin nhanh hơn nha. Nhanh hơn so với bình thường. Đấy. Bản này trên cái máy này cũng hao mà máy kia cũng hao, mà mình dùng á thì nó cũng hơi nóng. Tuy nhiên là mình thấy khi mà mình trải nghiệm á thì mình thấy là ví dụ mình vuốt các tác vụ thường thì nó vẫn mượt, cả hai bản iOS đều mượt luôn. Nhưng mà cái bản 16.7.8 á, các bạn úp video lên YouTube á, hoặc là các bạn xài nó sẽ đỡ bị đơ hơn nha. Còn nếu mà các bạn mà dùng cái phiên bản iOS 16.7.9 này mà các bạn úp video lên YouTube xong các bạn vuốt các tác vụ khác ở trong YouTube, hoặc là các bạn out ra ngoài các bạn vào xài cái app khác á, nó rất là lag, mà nó cảm giác nó đờ luôn nha. Thế nói chung là cái máy này thì mình thấy là các bạn nên để iOS 16.7.8 thôi. Còn nếu mà các bạn lên 16.7.9 thì không ổn định đâu. Còn mình nghĩ ấy, thì là cái hôm bữa nó đang là bản 16.7.9 này nó đang là RC, thì các bạn lên thì các bạn có thể hạ xuống 16.7.8 ngay. Thì bây giờ nó đã phát hành là cái bản chính thức rồi, nhưng mà nó mới phát hành được 2-3 ngày thì các bạn có thể dùng máy tính Powerwall, các bạn có thể tải ROM 16.7.8 thì hạ ngay nha. Còn nếu mà các bạn để thêm tầm 4-5 ngày nữa thì cái bản 16.7.9 chính thức rồi ấy, mà nó sẽ không 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 cho các bạn về cái bản 16.7.8 nữa, là các bạn từ iOS thấp thì các bạn bắt buộc phải lên cái phiên bản đó, hoặc là các bạn giữ nguyên cái bản hiện tại. Còn nếu các bạn nào đã lên rồi mà không hạ thì vài bữa nó cũng sẽ không hạ được nữa, lúc đó là 16.7.8 nó sẽ đóng lại thì các bạn sẽ không được hạ nữa. Đấy, thì nói chung là cái bản beta hay là cái bản chính thức thì nó cũng giống như nhau thôi. Đây ví dụ như mình chọn beta ở đây thì nó hiện thêm cái app feedback ở đây, nhưng mà bây giờ mình thử tắt cái beta đi, mình để về cái chính thức thì nó cũng không có bản nào mới, tại vì nó cùng mã với nhau nên là sẽ không thể nào cập nhật bản mới lên được, trừ khi các bạn bằng chạy bằng máy tính. Nhưng mà thực tế nó vẫn là một nha các bạn. Đây thì các bạn không thấy bản mới nữa, nó cũng mất cái beta kia đi rồi. Đấy, nó không hiện mà không hiện mà cập nhật. Nếu mà hai cái bản mà nó khác mã nhau mà nó không phải cùng một bản thì nó sẽ hiện cái mã cập nhật cho các bạn nhé. Đấy. Thì trong cái video này của mình tổng thể chốt lại là cái iPhone 8 Plus này ấy, thì lên cái phiên bản iOS 16.7.9 thì mình thấy đọc được trên thông tin của web ấy, thì nó sửa một vài cái lỗi bảo mật nghiêm trọng, ví dụ như lỗi truy cập web nó bị rò rỉ dữ liệu hay là một cái số thông tin khác. Nhưng mà mình thấy cũng không ảnh, 16.7.8 nó ra cũng cả mấy tháng, nó để nguyên trong vòng 1-2 tháng gì đấy nó vẫn để nguyên cái bản đó, và nó không, nếu mà lỗi thì nó phải fix ngay, còn đây bây giờ mới phát hiện ra lỗi để fix thì nó cũng không phải đâu. Mình thấy nó cũng chẳng có lỗi gì, mà lên cái bản này thì hao pin nhanh quá, và thứ hai là nóng. Mà nói chung là cả bản 16.7.8 và 16.7.9 này đều nóng cả, nhưng mà cái bản này thì nóng hơn một chút thôi, chỉ hơn một chút thôi. Nhưng mà về cái pin ấy, thì là cái bản 16.7.8 vẫn ok hơn bản này nha các bạn, còn bản này thì hao pin nhanh hơn. Đấy là theo cái cảm nhận riêng của mình. Còn về game á thì mình nói luôn là các bạn, là nếu mà các bạn đang sử dụng iPhone 8 Plus thì mình nghĩ là các bạn nên chơi Liên Quân ở cái mức đồ họa cao thôi, hoặc là để đồ họa HD khi mà các bạn có sò lạnh để gắn vào máy, hoặc là dùng quạt gió dọi thẳng vào cái máy để chơi thì các bạn nên bật đồ họa HD thì nó sẽ chơi được. Còn nếu mà các bạn, đấy là trường hợp những cái máy của các bạn là men zin, màn zin và tất cả nó đều là đồ zin hết và nó ổn định nha. Còn những cái máy mà men nó không zin hoặc không ổn định lắm á, cái hiệu năng của nó hay bị lỗi như cái con này thì các bạn nên để cái đồ họa cao hoặc là trung bình để chơi cho nó ổn định nha, tại vì nó sẽ rất bị lag nha, mà lúc mà nó rốp kinh khủng luôn nha. Đấy, thế nên là game bây giờ Liên Quân cũng đã 10GB rồi, mà tốc chiến nó lên 12GB luôn đấy các bạn. Đây các bạn có thể thấy dung lượng iPhone của mình đây, thì mình sẽ vào cái game mình cho các bạn xem hai cái game mình tải vào. Nơi bây giờ cái máy 64 của mình đã sử dụng đến 46,1GB kìa, tốc chiến đã là 12GB, Liên Quân đã là 10,24GB. Thì hôm bữa là tốc chiến à Liên Quân á thì nó cập nhật thì nó đỡ lag hơn rồi các bạn ạ. Mình thấy nó cập nhật nó đỡ lag hơn cho cái máy rồi. Thế nhưng mà nó lại vừa đây nó lại vừa mới cập nhật thêm một vài cái file bổ sung, nó để thêm mấy cái skin booster rocket thì số hay là sự kiện âm nhạc AOV đây á. Thế nên mình lại thấy nó lại nặng lên, nó lại lag, nó lại nóng. Thế nên là mình nghĩ là do game đấy kìa. Game cập nhật nhiều quá thì nó nóng, nó sẽ lag thôi. Và những cái hiệu năng cần phải những cái máy nhu cầu cao hơn, hoặc là các bạn phải hạ đồ họa xuống. Còn đối với iPhone 6S thì mình thấy là nó đang đi ra phiên bản iOS 16. Ở đâu 15.8.3. Tuy nhiên là cái bản này thì mình sẽ test sau, mình còn phải trải nghiệm thêm 1-2 ngày nữa thì mình sẽ up video sau nha các bạn. Còn đối với cái phiên bản này thì mình đã test cả trong vòng 1 tuần nay rồi, thì mình sử dụng mình thấy là pin của nó hao hơi nhanh. Thế các bạn thấy không, các bạn mình vuốt một xíu mà pin từ 621 giờ xuống 59 này kìa. Đấy, pin nó xuống khá là nhanh nha các bạn. Còn đối với iPhone 8 Plus thì pin của nó chỉ có dung lượng 2600 thì các bạn không thể nào yêu cầu nó quá trâu được. Đối với cái lượng pin của nó như thế thì bây giờ nó cũng gọi là tạm ổn thôi, nhưng không phải là trâu. Nhưng mà các bạn cũng phải nên cân nhắc là không nên lên iOS cao quá. Các bạn đang ở phiên bản iOS thấp rồi mà các bạn sử dụng pin nó ok rồi thì các bạn không nên lên. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là iCloud mà iPhone các bạn mua mới về mà trắng tinh á, iCloud của các bạn mới tải mà nó sẽ giới hạn một số app các bạn không sử dụng được thì bắt buộc thì các bạn phải lên thôi. Đấy, còn những cái bạn nào mà đã từng xài qua bản cũ rồi hoặc cái iCloud của các bạn không giới hạn tải app á,
thì các bạn vẫn cứ nên để xài bình thường đấy. Thì đấy là những cái cân nhắc, cái khuyên của mình trong cái video này. Để chốt lại là cái phiên bản iOS 16.7.9 này là không nên lên nha các bạn. Đấy, video này của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.